Đây là tiếng nói Lát Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 194 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn Tập này được mang tên là Đẫm Máu Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì đám người của Di Thiên của Liên minh Di Thiên cựu Liên Di Thiên Liên minh Di Thiên của Thạch Mục thì đã chia ra làm bốn đường đến bốn cái cổng của đông tây nam bắc của thiên đình thì tiến nhầm vào thì mấy cây cổng kia thì đang chờ đợi mệnh lệnh của thạch mục thì thạch mục tiến vào cái cổng theo đúng cái ngày hẹn để hòa đàm cùng với đế xuân thì sau khi vào đến thì gặp một cái tên xếp hạng thứ sáu thứ bảy gì đó rồi thạch mục đánh xém chết tên này luôn À, thì lúc này mới có một cái tên đứng thứ hai ra à, nói là do tên này không biết rồi dẫn thạch mục vào gặp đế xuân thì sau khi vào gặp đế xuân thì à, ông đế xuân này mới tỏa ra uy áp để phô trương thanh thế của mình à, ép những cái à, binh sĩ của tộc bên thạch mục thì lúc này thạch mục cũng tỏa ra khí thế của mình luôn không ngờ ở đoạn cuối tập trước thì khí thế của hai người có thể nói là không phân cao thấp thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. <laughs> Lúc này mới ngắn ngủi một khoảng thời gian không gặp Không ngờ tu di của các hạ đã tinh tiến đến trình độ như vậy Quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài Đôi mắt đế xuân lóe sáng cười ha hả Chậm rãi thu hồi uy áp ở trên người Quá khen rồi Một chút tu di của ta đây Làm sao dám so sánh được với các hạ chứ Thành mục cũng thu hồi khí thức Ngoài cười nhưng mà trong không cười Thành minh chủ không cần khiêm nhường Ngồi đi đế xuân vẫn ngồi ở chỗ ngồi đối diện nói trên mặt thạch mục lộ ra nụ cười nhạt ngồi xuống ở phía đối diện đế xuân đám bốn người lục quỳ chung cũng lần lượt ngồi hai bên trái phải của thạch mục lần này thạch mục minh chủ có thể đáp ứng chuyện hòa đàm thiên định ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh ân phá liếc mắt nhìn đế xuân mở miệng cười nói những lời dối trá khách sáo này thì miễn đi chúng ta vẫn nói thẳng chuyện hòa đàm liên quan tới hòa đàm lần này thôi Thiên định các ngươi có yêu cầu gì Không ngại cứ nói thẳng đi Ân phá lời nói còn chưa dứt Thì đã bị Thạch Mục khẽ cười một tiếng ngắt lời nói Thạch Mục nói Ánh mắt ý vị thăm trường Nhìn về phía của đế xuân <laughs> Thạch Mục minh chủ quả nhiên là người chân thật Nói lời thẳng thắn mà Nếu như vậy ta cũng không che giấu làm gì nữa Chỉ có điều trước khi đưa ra yêu cầu Ta muốn hỏi vài câu hỏi Không biết Thạch Minh Chủ có tin tưởng vào số mệnh hay không vậy? Ánh mắt đế xuân thoáng động, cười lớn một tiếng rồi nói. Thành mục nghe như vậy liền ngẩn người ra. Hắn hồi tưởng lại triệu tiễn bởi vì người này cũng đã từng hỏi qua chính một vấn đề như vậy. Số mệnh sau, ta chỉ tin tưởng thực lực của bản thân mà thôi. Thành mục bình tĩnh nói. Xem ra thạch mục minh chủ và bản tọa là cùng một loại người, chỉ tiếc mệnh trời khó trái, thọ nguyên của bản tọa cũng chỉ còn dư lại không bao nhiêu, Đầu tiên đế xuân cười ha hả một tiếng, sau đó âm thanh lập tức trầm thấp xuống. Thành mục có chút kinh ngạc, liếc mắt nhìn đế xuân, không nói gì. Đối phương ở trước mặt của hắn nói ra lời này là có ý gì? Chẳng lẽ là tranh thủ sự công nhận của hắn sao? Thành minh chủ nào, ta còn có câu hỏi, người tu luyện đến đây là vì cái gì vậy? Đế xuân lại hỏi. Ta theo đuổi là lực lượng, trở thành người mạnh nhất. Thành mục hơi trầm ngâm một lát rồi đáp người mạnh nhất sao đáng tiếc mặc dù trở thành người mạnh nhất vẫn sẽ bị quy tắc thiên địa kìm hãm thọ nguyên đến điểm cuối tất cả đều sẽ trở thành công giá trạng muốn trở thành người vĩnh viễn mạnh nhất cần không ngừng tăng lên vĩnh viễn không ngừng mới được kìa đế xuân nói các hạ đã nắm giữ lực lượng mạnh nhất của một giới này rồi như vậy còn chưa đủ sao thành một câu mày nói đây chỉ là bình cảnh của một giới này thôi chỉ cần có thể đột phá trước mặt vẫn là một mảnh thiên địa vô cùng rộng lớn nữa thần thái trong mắt đế xuân phấn chứng, ánh mắt giống như ngọn lửa nhấp nháy trong lòng thạch mục nghiêm nghị nhìn đế xuân thời khắc này cuối cùng hắn có chút hiểu rõ đối phương rốt cuộc là hạng người gì thạch minh chủ nè, ngươi cũng là người theo đuổi mộng tưởng có thể nguyện cùng bản tọa liên thủ theo đuổi cảnh giới cao hơn hay không vậy đế xuân nhìn về phía thạch mục thành khẩn nói hả phải làm như thế nào đây? Thành Mục nghe được lời nói này, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, chỉ có điều trên mặt của hắn không lộ ra thái độ, hỏi. Đương nhiên là mở ra huyền giới chi môn, tiến vào thượng giới. Tin tưởng việc này, Thạch Minh Chủ thông qua những cách khác cũng đã biết được rồi. Ánh mắt đế xuân chớp động, nói như vậy. Ta có biết được một chút thôi, chỉ có điều Thạch Mổ có chút nghi ngờ, vì sao các hạ muốn ta tương trợ, lấy thực lực của thiên định các ngươi, tu gì không kém ta, chắc hẳn cũng có thể mà. Thành Mục nói: <laughs> Thành Minh chủ có chỗ không biết rồi. Muốn mở ra huyền giới chi môn không phải là chuyện dễ dàng gì, cần phải mượn một đại trận dạng linh huyền môn mới có thể được. Chỉ có điều muốn dẫn hành trận này, cần có một người tu luyện cửu chuyển huyền công đạt đến đại thành làm mắt trận. Trong thiên hạ hiện tại, người duy nhất tu thành cửu chuyển huyền công này cũng chỉ có các hạ mà thôi. Đế quan cười ha hả một tiếng rồi nói. Thần sắc trên mặt thành mục không thay đổi, nhưng mà trong lòng hắn lại thoáng hiện ra một sự kinh ngạc. Tuy rằng hắn có một chút nghi ngờ và suy đoán về chuyện này, nhưng hắn cũng không biết rốt cuộc có phải như vậy hay không. Hai người lịch thăng, yên la cũng không nói với hắn, chắc hẳn hai người cũng không biết cái chuyện này. Thành minh chủ nào, liên quan tới hòa đàm lần này, ta chỉ có một điều kiện. Chính là các hạ trợ giúp ta mở ra huyền giới chi môn Đế Xuân ra thần sắc nghiêm nghị Nói vậy ngươi có thể đưa ra điều kiện gì để cho ta đáp ứng chuyện này? thạch mục từ chối cho ý kiến mà hỏi ngược lại chỉ cần thạch minh chủ đáp ứng chuyện này thứ nhất bắt đầu từ ngày hôm nay người của thiên đình ta tuyệt đối không bước vào tinh dược thiên hạ nữa bước trả lại hòa bình cho tinh dược thiên hạ của các ngươi thứ hai ta nguyện ý cùng thạch mục minh chủ kết làm huynh đệ dẫn ngươi cùng đi tới thượng giới thứ ba thạch minh chủ chắc chắn cũng biết rồi Tề Môn tuyết hiện tại là tiên tướng của thiên đình ta Nữ tử này trước đây cùng thành minh chủ có quan hệ sâu xa Ta có thể ban tặng nữ tử này cho các hạ Đế Xuân nói như vậy Trong lòng thành một chấn động Mắt hắn lập tức hiếp lại Trong lòng đột nhiên dâng lên một sự phẫn nộ Nghe hình như đều là lợi ích đó Vậy tai họa thì sao Hắn hít một hơi sâu Cố gắng ép phẫn nộ trong lòng xuống Mở miệng hỏi Tai họa hả Quá trình có thể sẽ tương đối thống khổ chỉ có điều sẽ không nguy hiểm cho tính mạng Thạch mục minh chủ cứ việc yên tâm đi Đế Xuân nói Không phải Ta hỏi là sau khi huyện giới chi môn mở ra Đối với các tinh vực lớn sẽ có ảnh hưởng gì kìa Giọng nói của Thạch Mục trầm xuống hỏi Đế Xuân ngẩng ra lập tức cười nói Ảnh hưởng thì tất nhiên có một chút rồi Chỉ có điều chỉ cần chúng ta có thể phi thần Cần gì quan tâm chuyện nhiều như vậy làm gì chứ Thạch Minh Chủ hiện tại đã là tồn tại thần cảnh hậu kỳ rồi chẳng lẽ còn quan tâm tới sự sống chết của những con kiến hôi này hay sao vậy nghe được lời nói này trên mặt đám bốn người lục quỳ chung nhất thời lộ ra vẻ phẫn nộ thân sắc trên mặt thạch mục cũng lạnh đi chậm rãi nói nếu các hạ đã nói ra yêu cầu của các ngươi vì thạch mũ cũng nói ra chút vấn đề yêu cầu của phe chúng ta yêu cầu ngưng chiến của phe chúng ta cũng chỉ có một thôi chính là các ngươi buông tha kế hoạch huyền môn này mắt đế xuân hiếp lại nhưng ngay lập tức gã cười ha hả rồi nói <laughs> Xem ra khâu khắc của thạch minh chủ đối với lực lượng không phải xuất từ trong lòng, thực sự đáng tiếc mà. Đế Xuân, hơn ngàn năm qua, Ngươi trắng trận cướp đoạt linh thạch của các tinh vực lớn, tàn hại vô số sinh linh, từ lâu tội không thể tha rồi. Chúng ta là không muốn hai quân giao chiến tạo thành sinh linh đồ thắng, lúc này mới đáp ứng lần hòa đàm này của ngươi. À, chỉ có điều thật đáng tiếc, hòa đàm này không thể thành công, chúng ta liền tự biệt vậy. Sau này gặp lại, sẽ là cuộc chiến thực sự. Thành mục lạnh như băng nói, sau đó hắn đứng lên đi về phía bên ngoài. Đám bốn người lục quỳ chung cũng đứng lên theo thành mục đi về phía bên ngoài. Chẳng lẽ thành minh chủ thực sự cho là thiên định ta là chỗ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Sắc mặt đế xuân trầm xuống, lớn tiếng trách mắng. Bước chân thành mục hơi dừng lại một chút, quay người lại, nói. Sao vậy? Dùng cái lời dụ dỗ ta không thành, liền muốn cứng rắn lấy sau nếu như người đáp ứng tất nhiên không cần dùng sức mạnh rồi mọi người đều vui vẻ rồi nhưng người đã muốn nghịch ta mà đi như vậy cũng chỉ có thể dùng chút thủ đoạn ân phá đám bốn người các ngươi thay ta lưu thạch minh chủ này lại cố gắng khoản đãi một phen đi thân hình lý xuân đứng lên nói như vậy dạ ân phá nghe như vậy trên mặt vẫn lộ ra nụ cười khẽ đáp ba người kia cũng lập tức từ trên ghế ngồi đứng lên sống vai đi tới phía sau ân phá Đám người lục quỳ chung thấy như vậy sắc mặt thoáng đổi Nhưng bọn họ cũng không có lùi bước Tất cả đều tiến lên một bước đi tới bên cạnh người thạch mục Một lát nữa bắt đầu động thủ Các người lập tức xuất khỏi đây Cùng đám người ăn hoa thống lĩnh đại quân tấn công Nam Sư Cung Cố gắng hết mức ngăn chặn càng nhiều đại quân thiên đình Giảm bớt áp lực cho mấy đạo đại quân khác Thành một truyền âm cho đám người lục quỳ chung Minh chủ như vậy làm sao được chứ Chúng ta đến đây chính là để hỗ trợ cho Minh chủ mà Chúng ta làm sao có thể để Minh chủ ở lại đây một mình được Lục Quỳ Chung lo lắng trả lời Không sao, đế xuân cần ta làm mắt trận của đại trận giảng linh huyền môn Sẽ sợ ném chuột dở bình Hắn tất nhiên sẽ không hạ sát thủ đối với ta Một mình ta cũng tương đối dễ dàng thoát thân hơn Thành Mục truyền âm nói Vậy, được rồi Đám người lục quỳ chung do dự một lát truyền âm đáp Đúng lúc này, trong đại điện Đột nhiên sáng lên một mảnh ánh sáng màu vàng Trong hư không hiện ra một đạo trưởng quan cực lớn Trong trưởng quan chợt hiện ra kim quang từ trong đó tách ra một khe hở của hình dạng con mắt bên trong hiện ra hình ảnh hỗn chiến chém giết ánh mắt thạch mục đảo qua liền nhìn thấy được từ hình dáng của đám người lịch thăng chân nhân và yên la ở trong đó cùng lúc đó trên trưởng quan truyền đến âm thanh của tiên tướng thứ ba cao minh khởi bẩm tổng thượng chỗ đóng quân tại ba lối vào truyền thống đông tây bắc của thiên môn đồng thời lọt vào công kích của rất nhiều quân địch trong đó lối vào đông tây thiên môn đã thất thủ rồi quân địch đang xuất phát tới hai nơi thiên môn còn lại sau khi thạch mục nghe xong trên mặt thoáng lộ ra sắc mặt vui mừng thạch mục đã biết khuyên can gã đóng lại huyền giới chi môn là không có khả năng nên hắn lập tức đưa tin cho đám người yên la ra lệnh cho bọn họ phát động tấn công chỉ có điều hắn không nghĩ tới hai đạo đại quân của lịch thăng chân nhân về yên la lại tiến triển thần tốc như vậy không ngờ nhanh như vậy lại đánh về phía đông tây thiên môn rồi hắn đưa mắt di chuyển nhìn lại tới trên mặt đế xuân chỉ thấy trên mặt của người này cũng không có bao nhiêu kinh hoảng ngược lại tỉnh táo nhìn mình thành minh chủ xem ra ngươi căn bản là không có thành ý cùng bản tọa hòa đàm đế xuân mở miệng nói lẽ nào các hạ lại thực sự có thành ý hả thành một cười mà như không cười hỏi ngược lại xem ra nhãn giới của ngươi chung quy cũng chỉ có thể dừng bước ở nơi này đế xuân mỉm cười có vài phần tiếc núi nói thành một nghe như vậy không tỏ thái độ mỉm cười ừ, phó, ở đây giao lại cho mấy người các ngươi Đế xuân phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua thành mục, toàn thân của gã chợt hiện kim quang, lập tức biến mất không thấy. Thành mục thấy như vậy, chân mày không khỏi nhíu lại, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm không tốt. Tình hình của gì đó không đúng, chúng ta tạm thời rời khỏi nơi này, tập hợp cùng đại quân rồi nói sau. Thành mục phân phó một tiếng. Dạ. Đám người lục quỳ chung cùng đáp ứng, lập tức đi nhanh qua, đi về phía cửa điện. Các vị thí chủ đừng có vội đi như vậy chứ. <laughs> Tàng nhân áo bộ trắng cười ha hả, vung tay lên, một chuỗi Phật châu màu vàng đã chớp hiện ánh sáng màu vàng bay về phía đám người lục quỳ chung. Chỉ thấy Phật châu màu vàng kia ở giữa không trung đột nhiên tản ra, hóa thành 18 hạt châu tròn vo màu vàng, đánh về phía đám người lục quỳ chung. Trên đó chạm khắc từng chân ngôn Phật gia liên tiếp sáng lên. Đám người lục quỳ chung chỉ cảm thấy một ánh sáng màu vàng chụp xuống đầu mình, động tác toàn thân đều trở nên chậm chạp, khoảng cách giữa hắn cùng cửa điện chỉ ngắn ngủi của mười mấy trượng, lại chậm chạp không cách nào bước ra được. Thành Mục thấy như vậy hãy mắt hiếp lại, một tay khẽ nhấc lên, một ánh sáng màu vàng từ trong tay sáng lên, phiên thiên cung thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Một tay hắn vừa nhấc lên, nhảy về phía trước một bước. Thân cung chợt quét mạnh một vòng, đánh về phía 18 viên Phật châu màu vàng lơ lửng ở giữa không trung. Một tiếng động lớn vang lên, mảng lớn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên nổ tung, toàn bộ nam sư cung đều khẽ chấn động, chỉ thấy viên Phật Châu ở giữa 18 viên âm một tiếng vỡ ra, hóa thành một mảnh phấn màu vàng tiêu tán ở trong không khí. Trong miệng tăng nhân Bạch Thủy phát ra một tiếng rên rỉ, 17 viên Phật Châu còn lại lập tức bay ngược về phía sau, bị một tia sáng màu vàng xuyên qua, một lần nữa thắt ở trên cổ tay của gã. Giữa không trung, ánh sáng màu vàng vừa rồi đã tan ra, đám người lục quỳ chung cũng liền lập tức khôi phục lại sự tự do. Bọn họ đều không dừng lại, chạy ra khỏi ngoài điện, thạch minh chủ quả nhiên là có thủ đoạn xem ra lúc trước cùng hai người lý nguyên giao chiến che giấu không ít thực lực rồi ân phá nhìn cảnh tượng như vậy vỗ tay khẽ cười nói đi thành mục không lên tiếng trả lời nhỏ giọng quát đám người lục quỳ chung theo sát phía sau bước nhanh về phía chỗ cửa điện thạch minh chủ gấp cái gì chứ một giọng nữ có chút suy yếu vang lên đó lại là thiên tướng thứ tư trầm ngư mặt giống như có bệnh đứng dậy bàn tay nàng vung lên ống tay áo xanh nhạt lập tức cuốn lên vút một cái tay áo của nàng đánh vào trên xà ngang của đại điện chỉ thấy trên xà ngang có một ánh sáng màu vàng sáng lên lộ ra một mảnh phụ văn phong cách cổ xưa dày đặc những phụ văn phong cách cổ xưa mới vừa xuất hiện liền lập tức phóng ra một mảnh sương mù ánh sáng màu vàng chiếu rọi toàn bộ bên trong đại điện theo sát phía sau trên cửa đại điện trên cột trên sàn nhà đều hiện ra từng mảnh phụ văn màu vàng từ trong đó phát tán ra cái màn ánh sáng màu vàng rất nhanh đã phong tỏa toàn bộ bên trong đại điện một tiếng động lớn vang lên chỗ cửa điện có ánh sáng màu vàng sáng lên đã hoàn toàn đóng kín thân thể đám người thạch mục nặng nề đập vào phía trên một tầng ánh sáng màu vàng bị chấn động văng trở về thân hình thạch mục vừa đứng ổn không nói hai lời nhấc quyền phải lên bỗng nhiên đập về phía chỗ cửa điện một quyền ảnh màu vàng cực lớn ầm ầm đánh ra đập vào trên cái màn ánh sáng màu vàng ở phía trước cửa điện một tiếng động rất lớn vang lên khắp màn ánh sáng màu vàng chấn động kịch liệt một sóng khí mãnh liệt cuốn ngược trở lại trực tiếp ném văng cái bàn bên trong điện <laughs> thành minh chủ nè đại trận kết giới này chính là tôn thượng tự mình bày ra cho dù là chính chúng ta cũng không cách nào ra ngoài được ngài cũng đừng ổn phí khí lực làm gì ưng phá cười ha hả rồi nói <laughs> Nếu đế xuân muốn đưa thức ăn cho ta Ta lại từ chối thì bất kính rồi Thành một thoải mái cười to rồi nói Vừa rồi hắn thử qua một lần Trong lòng cũng đại khái tính ra được Đại trận này hoàn toàn không phải là không có cách nào giải Chỉ là cần phải tiêu tốn không ít thời gian Lúc này đám người ân phá nhìn chầm chầm Tất nhiên sẽ tìm mọi cách ngăn cản Được rồi Ta cũng vừa lúc nóng lòng Muốn cùng thạch minh chủ đánh một trận đó Ân phá cười ánh mắt lại dần dần lạnh xuống Thạch Mục dùng ánh mắt ra hiệu về phía Lục Quỳ Trung và Triệu Trung Minh. Hai người hiểu ý, cùng hai trưởng lão liên minh khác đi theo, chia ra đứng ở phía sau Thạch Mục. Ân Phá thấy như vậy, trở tay rút trường kiếm đeo ở phía sau lưng xuống. Lúc này Thạch Mục mới chú ý tới, trường kiếm trong tay Ân Phá cũng không phải là vỏ kiếm, mà là sử dụng một đoạn dây màu trắng quấn từ chỗ mũi kiếm, quấn đến đốc kiếm sau đó thắt lại. Ở trên chỗ dây thắt lại sáng một mảnh cấm văn màu vàng, đó chính là chỗ phong ứng. Thành minh chủ, trong vòng 10 năm qua, thanh kiếm này chỉ mới ra khỏi vỏ có 3 lần. Mỗi lần đường nhất định phải nhìn thấy máu mới giàu vỏ. Cẩn thận đó. Trong miệng ân phá nhắc nhở một tiếng, tay phải cầm kiếm, tay trái khép ngón tay chỉ về phía cái cấm văn màu vàng. Một tiếng con vang lên, âm thanh giống như lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Đoạn dây màu trắng cuốn ở trên thân kiếm nhất thời buông lỏng, cuốn dọc theo cánh tay trái của ân phá, khiến cho cả thanh trường kiếm lộ ra. Đó là một thanh trường kiếm có hình dáng vô cùng gỗ quái, toàn thân kiếm huyết hùng hai bên lưỡi kiếm phong lại là hai cái hàng răng cưa sắc bén phía trên lóe ra hàng quang huyết sắc một tiếng vù vang lên toàn bộ trong đại điện đột nhiên nổi lên một trận gió cuồn cuộn một mùi máu tanh cực kỳ tanh hôi khí thức cực kỳ tả ác nhất thời cuốn ra đám người lục quỳ chung chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên dường như nhất thời rơi vào trong núi thay biển máu trong lòng cảm thấy khó chịu muốn nôn ra thành một thế như vậy chân mày cũng nhíu lại phiên thiên cung trong tay của hắn khẽ nâng lên, nặng nề đập một cái về phía mặt đất. Một tiếng con giống như là tiếng chuông lớn vang lên. Tự đáy của phiên thiên cung sáng lên một cái vùng sóng ánh sáng màu vàng mang theo tất cả cuốn về bốn phương tám hướng, trực tiếp gột rửa trận gió này. Đám người lục quỳ chung nghe thấy thì cả kinh mới tỉnh ngộ lại. Triệu Chu Minh vuốt tráng, phát hiện chỉ trong thời gian chốc lát, trên đầu không ngờ đã chảy ra một tầng mồ hôi kín mít rồi. <laughs> Thành Minh Chủ quả nhiên là nhiều thủ đoạn đó Ân phá mở miệng nói Âm thanh không ngờ trở nên đặc biệt hẳn Thần tình trên mặt của gã dữ tợn Thỉnh thoảng lè lưỡi liếm một cái Khiến cho người ta có một loại cảm giác Vô cùng không thoải mái Hoàn toàn không còn có phong độ kiếm tiền lúc trước nữa Thành Mục thấy như vậy Chân mày nhíu lại Trong lòng của hắn bỗng nhiên thoáng động Trên người của ánh sáng lóe lên Thân ngoại hóa thân phi thân ra Rơi vào bên cạnh hắn Hắn phước một tay lên tàn kiếm huyết sắc hiện ra, thoáng hiện ánh sáng kỳ lạ, chỉ xéo xuống phía mặt đất. Xem ra thân ngoại hóa thân của ta càng cảm thấy có chút hứng thú đối với người đó. Thành mục nhìn ân phá rồi nói. Ân phá cũng không nhiều lời nữa, lớn tiếng quát rồi xông tới. Ở phía sau gã đám người trầm ngư, bạch thủy lập tức thoáng động, vọt tới. Trong miệng lục quỳ chung khẽ quát một tiếng, trong tay gã có ánh sáng màu vàng hung hủ sáng lên, một thanh búa lớn dài một trượng hiện ra, Hai tay trưởng lão liên minh thần cảnh ở phía sau của gã cũng nhất thời sáng lên. Gã nắm hai thanh đại việt màu vàng theo lục quỳ chung nghênh đón về phía bạch thủy tăng nhân. Thoáng cái, toàn thân triệu trung minh bốc lên một đám lửa cháy mạnh. Trong tay của lão nắm chặt một thanh trường kiếm với ngọn lửa màu vàng, cùng tên nam tử tả âm cầm kiếm đánh với nhau. Trưởng lão liên minh còn lại một tay dơ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một đám ánh lửa, một vòng hóa luân màu đỏ không ngừng chuyển động, giống như là một cái mặt trời nhỏ chói chang tản ra ánh sáng nóng rực. Chỉ thấy bàn tay của gã vung lên, hóa luân kia xẹt qua ở giữa không trung, tạo thành một đường vòng cung, vòng qua triệu trung minh, đánh về phía tả âm. Thân ngoại hóa thân của thạch mục, thanh tạng kiếm huyết sắc trong tay vừa nhấc lên, trên kiếm phong của huyết quang lóe lên, thân hình nó nhất thời biến mất. Bỗng một tiếng chói tai vang lên, khi còn cách ân phá mười mấy trượng, kiếm phong đảo qua phía trên vai, cùng với tạng kiếm của thân ngoại hóa thân thạch mục va chạm, khóe mắt thành một khẽ động đã thấy một ánh sáng màu xanh lục từ bên hông chợt tập kích tới trường cung trong tay đánh tới chợt thấy ánh sáng màu lục kia đột nhiên chuyển một cái giống như là linh xà cuốn qua trói chặt vì phía thành mục và phiên thiên cung cùng hắn giằng co ánh mắt thành mục theo ánh sáng màu xanh lục quét tới chỉ thấy một cái mảnh vải chính là ống tay áo của trầm ngư hai mắt trầm ngư nheo lại ống tay áo rung lên một lực đạo cực lớn hoàn toàn không phù hợp với hình dáng nhu nhược của nàng giống như dời núi lấp biển tràn tới phiên thiên cung trong tay thạch mục nhất thời nâng lên phía trước gần như tuột tay ra hắn thuận thế nhất tay lên kéo phiên thiên cung về phía trong lòng dưới tác dụng của một lực mạnh kéo lại ngược lại khiến trầm ngư đang ở tại chỗ bay về phía hắn ánh mắt thạch mục ngưng trọng tệ khác sao hắn nắm chặt quyền phía trên dâng lên một tầng ánh sáng màu vàng đánh về phía trầm ngư sắc mặt trầm ngư vốn tái nhợt ngược lại cũng nhìn không ra vẻ kinh hoàng nào một nắm đấm thanh tú trắng nõn từ trong tay áo lộ ra, đánh về phía đầu nắm tay của thạch mục. Chỉ thấy trong hai mắt nàng bỗng nhiên có ánh sáng màu xanh lục lóe lên, cả cánh tay đều biến thành màu xanh lục ống ánh. Nắm đấm thoạt nhìn cũng giống như biến thành phỉ thúy. Một tiếng nổ lớn vang lên, một mảnh ánh sáng màu xanh lục ầm ầm vỡ vụn ra, vô số thứ giống như bột phấn màu xanh lục theo đó phân tán ra bốn phía. Thạch mục tập trung nhìn vào, lại phát hiện là toàn bộ cánh tay trầm ngư kể cả ống tay áo đều vỡ vụn ra nhưng trong miệng mũi hút vào một loại bột phấn màu xanh lục này bất chợt hắn cảm thấy ý nghĩ trở nên ảm đạm ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt thành mục chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng xanh thổi qua lại đột nhiên hoa lên một cái từ đó chia ra làm bốn biến thành bốn bóng xanh tập kích về phía hắn những bóng xanh này lay động một hồi từ bốn phương tám hướng tập kích về phía hắn thành một lắc mạnh đầu trong hai mắt hắn có ánh sáng màu vàng lộ ra thần thông linh mục chợt phát động dưới ánh sáng màu vàng chiếu rọi, cảm giác mơ màng của thạch mục trước đó nhất thời giảm bớt. cảnh tượng trước mắt một lần nữa trở nên rõ ràng. dừng bốn cái bóng xanh này lại không biến mất. sau một khắc, phiên thiên cung trong tay thạch mục chợt dơ cao lên, vung lên, chuyển hướng, dơ lên quá đỉnh đầu, quét ra một hình cung. lần này ánh mắt thạch mục đã thanh tĩnh, vẫn chưa có cảm giác gì khác thường. hắn nhìn về phía trước, đã thấy trầm ngư đang đứng ở chỗ này trên mặt nàng lộ ra ý cười nhìn thành mục chỗ cánh tay kia hoàn hảo không tổn hao gì hoàn toàn không thấy có gì đặc biệt đúng lúc này một tiếng kêu thảm vang lên thành mục đưa mắt quét tới đã thấy hậu thuẫn trước người trưởng lão liên minh cùng lục quỳ chung đã bị ba viên phật châu liên tục đánh trúng cùng một chỗ vỡ vụn ra một viên phật châu xuyên ra hậu thuẫn đánh trúng vào chỗ mi tâm của lão trực tiếp xuyên qua đầu ngay cả thần hùng của lão cũng bị đánh cho tăng lục quỳ chung tức giận quát lớn một tiếng nhảy dựng lên búa lớn trong tay của ông ta đột nhiên phát ra ánh sáng đánh về phía đầu của bạch thủy tăng nhân bạch thủy tăng nhân lại khép hai bàn tay lại phật châu bay ra ngoài đường thu về bàn tay của gã khẽ mở ra phật châu lại trở về hình dạng chuỗi phật châu phía trên có ánh sáng màu vàng lóe lên đỡ lấy cây búa lớn của lục quỳ chung mà bên kia tả âm với gương mặt âm dương thanh kiếm đen trắng trong tay lại múa rất nhanh từ trong đó bay lượn ra từng đảo ánh sáng đen trắng ngăn cản tất cả kiếm phong của triệu chu minh đồng thời gã cũng không ngừng đẩy vòng hỏa luân của một gã trưởng lão liên minh thần cảnh khác thạch minh chủ lúc này còn có tâm tư hết nhìn đông tới nhìn tây hả chẳng biết từ lúc nào trầm ngư lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh lục nhẹ che miệng ho khan vài tiếng rồi nói dứt lời cổ tay của nàng lực một cái tiện tay ném đi chiếc khăn tay màu xanh lục liền bắn ra ở giữa không trung lao về phía của thạch mục thành mục cầm trường cung đâm tới đang muốn đánh tới thì chợt thấy trên chiếc khăn tay kia sáng lên từng đạo phù văn nhất thời trở nên giống như là một lá cờ lớn cuốn về phía hắn hắn còn chưa kịp đưa cung ra thì chiếc khăn tay cực lớn đã cuốn lên trên phiên thiên cung từng đạo phù văn ở trên đó nhất thời sáng người giống như sống lại lan tràn lên bao bọc lấy toàn thân của thạch mục lúc nãy trên người thạch mục sáng lên ánh sáng màu xanh lục lại chính là bột phấn màu xanh lục rơi lã tả ở trên người lúc trước những bột phấn này sau khi bỏ qua phù văn Nhanh chóng kết tinh Gần như chỉ là trong một hơi thở Lại bao bột lấy toàn bộ thạch mục Biến thành một bức tượng phỉ thúy màu xanh mượt Thân hình trầm ngư lập tức lóe lên Đi tới bên cạnh thạch mục Một chưởng dơ ra giữ lấy yết hầu của thạch mục Nhưng vào lúc này thân ngoại hóa thân của thạch mục Một kiếm tách ưng phá ra Làm ra bộ dạng muốn vọt về phía thạch mục Ưng ừ phá cười hăng hắc Tay trái đưa về phía trước tìm kiếm một lần giải dây màu trắng quấn ở trên tay của gã lập tức giống như linh xà thè lưỡi theo thắt lưng hóa thân của thạch mục quấn tới kéo gã trở về thân hình trầm ngư không lớn bằng thạch mục tuy là giữ cổ họng của thạch mục nhưng bản thân lại nửa treo trên không trung trong mắt nàng có một tia ánh sáng màu xanh lục dần dần sáng ngời trên mặt đột nhiên hiện ra một tia sát khí dày đặc minh chủ lục quỳ chung cùng triệu chu minh thấy tình hình như vậy nhất thời vô cùng kinh ngạc Trầm Ngư không được hạ sát thủ, Tôn thượng cần hắn. Ân Phá còn chưa nói hết câu đã bị một tiếng động rất lớn vang lên cắt ngang rồi. Chỉ thấy từng phỉ thúy màu xanh lục kia đều nổ tung, toàn thân thạch một lượng lờ ngọn lửa màu vàng đã từ trong đó vọt ra. Nhưng thấy bàn tay của hắn từ trong khối bụi chợt lộ ra, khống chế yết hồ của Trầm Ngư. Người này vô cùng kinh ngạc trong miệng kêu lên. Làm sao có thể? Còn chưa nói dứt lời, Thạch Mục hoàn toàn không có chút lưu tình, đầu ngón tay bỗng nhiên nắm chặt một đoàn ánh lửa từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nổ tung nhất thời khiến cho nửa người và đầu của trầm ngư cùng nổ tung nát bấy đúng lúc này bên ngoài nam sư cung cũng vang lên những tiếng la giết rung trời và tiếng binh đao va chạm vào nhau cùng những tiếng nổ vang liên tiếp truyền đến tử linh giới diện bầu trời vẫn là âm trầm u ám trước sau như một âm phong gào thét vù vù vang dội một vòng huyết nguyệt treo ở giữa không trung Lúc này huyết nguyệt chỉ có một nguyệt nha dài hẹp, ánh trăng huyết sắc từ phía trên tản ra, đây là nguồn sáng duy nhất trên bầu trời u ám này. Ở nơi nào đó của Tử Linh Giới diện, ở đây có những ngọn núi nối liền đứng vững, đặc biệt chót vót cắm thẳng vào bầu trời giống như từng thanh kiếm đá khổng lồ. Những ngọn núi ở nơi này không ngờ hiện ra một màu đỏ như máu, về phần vì sao như vậy là bởi vì một hoàng hào huyết sắc chảy qua bên trong dãy núi này, chính là một minh thủy tạo thành sông mặt đất ở hai bên bờ minh hà ngọn núi hình như bị huyết sắc này thẩm thấu biến thành màu đỏ như máu sông minh thủy này có chiều rộng chừng mấy trăm dặm kéo dài đến phạm vi cuối tầm nhìn không biết từ nơi nào chảy tới lại chảy về phía phương nào từng đợt sóng đáng sợ vũ vào bờ thỉnh thoảng cuồn cuộn nổi lên những bọt sóng huyết sắc nếu như mà từ trên cao quan sát còn có thể phát hiện ở khu vực minh hà chảy qua thỉnh thoảng phân ra từng nhánh sông với kích thước lớn nhỏ khác nhau kéo dài ra bốn phương tám hướng giữa đường lại phân ra các nhánh. Lúc này phía sau một ngọn núi cao lớn ở gần Minh Hà, trên mặt đất của huyết quang lóe lên, không ngờ có từng đường vân lớn bằng cánh tay hợp lại thành pháp trận huyết sắc có kích thước một mẫu. Trận văn pháp trận vô cùng phức tạp, từng huyết quang chảy xuôi ở bên trong, lực lượng khổng lồ mơ hồ từ trong pháp trận lộ ra, dẫn tới hư không dao động một hồi rất nhỏ. Chỉ có điều xung quanh trận pháp huyết sắc hiện ra mảng lớn sương mù huyết sắc che kín nó lại, hình như đang cố kỵ cái gì một bóng người cao lớn ngồi khoanh chân ở bên cạnh pháp trận trên người gã có ánh sáng màu đen lượn lờ hình như là gã đang tu luyện trên người gã là một bộ áo giáp xương cốt màu đen ánh sáng màu đen giống như chất lỏng lan tràn ở phía trên tản ra khí thức âm hạng vô cùng mãnh liệt đó là vũ dạ ở đỉnh đầu của gã trụy tiên đại lơ lửng ở bên trên không trung toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ chậm rãi xoay tròn tản ra u quang mờ nhạt trong gần minh hà mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong lóe ra vô số hùng hỏa nhảy nhót không ngờ đó là vô số sinh vật tử linh đầy cả khu vực sông này nhìn ra tối thiểu cũng gần trăm vạn so với lúc trước khi hắn cướp được từ trong tay yên la còn nhiều hơn rất nhiều bên cạnh vũ dạ bộ xương khô lớn khoác áo bào màu đen đang đứng thẳng trên người của gã tản ra khí tức thần cảnh hậu kỳ vô cùng cường đại vào thời khắc này trên người vũ dạ xẹt qua một luồng ánh sáng màu trắng Gã lập tức mở mắt ra, lật tay lấy ra một cái quân bài màu trắng. Phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ. Cuối cùng cũng bắt đầu. Vũ giả đứng lên thì thào tự nói, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trong miệng của gã lẩm bẩm, phất tay đánh ra một luồng ánh sáng màu đen, tiến vào trong trụy tiên đại phía trên. Mặt ngoài trụy tiên đại của Linh Văn lóe lên, lập tức có ánh sáng đại thịnh. Ánh sáng màu đen vô cùng vô tận từ bên trong xuất hiện, khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Trong minh hà, đại quân tử linh mỗi người đều bay đi, hóa thành từng luồng ánh sáng bay vào trong trụy tiên đài. Trong mấy hơi thở, tất cả đại quân tử linh đều biến mất. Vũ dạ phất một tay lên, hư không trước người vặn vẹo dao động một hồi, một thông đạo không gian hiện ra. Người ở tại chỗ này, ngàn giãn lừng phải cẩn thận. Gái nhìn bộ xương khô tử linh thần cảnh hậu kỳ ở phía sau, nói. Hùng hỏa trong hai mắt của bộ xương khô tử linh lóe lên, dường như lên tiếng. Vũ dạ quay đầu liếc mắt nhìn Nguyệt Nha hước sắc lơ lửng giữa không trung kia, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, bất chợt gã bước ra một bước, bay vào trong thông đạo không gian. Cùng lúc đó, ngoài Nam Sư Cung, con sông bảo vệ cung điện ở trên quảng trường Bạch Ngọc cực lớn, lấy bách tộc thiên hà làm chủ, 30 vạn đại quân liên minh đã xem như bao vây xung quanh cả tòa Nam Sư Cung. Con sông bảo vệ cung vốn nhìn như yên tĩnh, Chẳng biết từ lúc nào có con mắt ánh sáng màu vàng bao trùm thiêu đốt. Từng cột đá có kích thước hơn 10 trượng màu vàng đứng vững ở trong nước sông. Mỗi phía đều có 9 cây cột, tổng cộng tròn 36 cây cột sắp xếp liên tục bảo vệ toàn bộ Nam Sư Cung ở trong đó. Trên cột đá trụ màu vàng khắc đầy các loại linh thú kỳ dị. Mỗi loại linh thú có hình tượng đều không giống nhau. Sự tương đồng duy nhất chính là ở vị trí hai mắt đều bắn ra một luồng ánh sáng màu vàng. Chúng đang xen với nhau ở giữa không trung, nối thành một mảnh lưới lớn màu vàng. Vô số công kích đến từ đại quân liên minh di thiên đều đập vào bên trong tấm lưới lớn màu vàng, đều bị ngăn cản lại, hoàn toàn không cách nào xuyên qua được. Ngoài ra, vô số binh sĩ liên minh chiến đấu quên mình, phóng về phía tấm lưới màu vàng, mà thời điểm tiến tới gần tấm lưới thì bọn họ lại bị một ánh sáng màu vàng chiếu vào, thiêu đốt ngay cả cặn bã cũng không còn dư lại. Ngay cả những binh sĩ muốn bay qua phía trên không trung của tấm lưới màu vàng đều bị ánh sáng này cuốn vào. Tấm lưới thiệt lợi hại đó, may mà ta không có sốt được bay qua. Thái Nhi xoay quanh ở trên không trung của An Hoa Trong lòng vẫn còn sợ hãi kêu lên Thái Nhi nè, mau nhìn thử xem Đại trận tấm lưới màu vàng này có thể có phương pháp phá giải Hoặc điểm yếu gì đó hay không vậy An Hoa nói Thái Nhi ngoài miệng oán giận một tiếng Thân thể lại chuyển một cái Bay ra ngoài con sông bảo vệ vây quanh Cùng lúc đó ngàn vạn chiến tướng thiên đình Đang từ lối vào quảng trường dũng mãnh tràn vào Trên người mỗi người mặc chiến giáp các màu Mỗi người cầm binh khí pháp bảo trong tay Đang không ngừng xông về phía đại quân liên minh hai bên đánh giáp lá cà tiếng chém giết đình tài nhất ốc những tiếng nổ vang lên liên tiếp chỉ có điều đại quân liên minh đã sớm có sự chuẩn bị chống đỡ hai bên rơi vào tình trạng giằng co an hoa nhìn về phía nam sư cung gã cũng thường xuyên quay đầu nhìn đại quân thiên đình từ phía sau đang công kích tới gã siết chặt nắm đấm vẻ lo lắng trên mặt dần dần trở nên nồng đậm không thể đợi thêm được nữa gã chợt khoát tay vung mạnh về phía trước ở phía sau của gã, đại quân viêm hổ nhất tộc đang dàn trận ở trên không trung, trong hư không đột nhiên dâng lên một hào quang nóng rực, sáng lên một mảnh biển lửa rộng. Mấy con mảnh hổ màu đen với hình thể gần nghìn trượng từ bên trong biển lửa tung người ra, tất cả đều ngửa mặt lên trời mở miệng, không ngừng rít gào. Những mảnh hổ màu đen ngoại trừ toàn thân tối tăm hình thể to lớn ra, vẻ ngoài cũng không khác nhiều so với những mảnh hổ bình thường khác, chỉ là những vết vằn trên người chúng lại không tầm thường. Đó chính là từng phù văn huyền ảo phức tạp nếu cẩn thận quan sát mắt của những con mảnh hổ này Lại phát hiện ra Chúng cũng không có đồng tử chân chính Chỗ viền mắt là hai ngọn lửa màu đỏ đậm Trên người chúng cũng hoàn toàn không có một chút khí thức nào Một âm thanh vang lên Trên lưng của mấy con rối viêm hổ cực lớn Chợt một ra hai cái cánh lửa vỗ mạnh Chúng liền bay về phía tâm lưới lớn màu vàng Ở trong quảng trường Miệng hổ há ra Từng luồng hỏa diễm cuộn trào mảnh liệt tuôn ra Hóa thành một mảnh sóng lửa ngập trời nuốt vào tấm lưới màu vàng và cục lớn ở phía trước Nam Sư Cung. Những tiếng trống chợt nổi lên. Phía sau đại quân thiên đình bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 người khổng lồ cao hơn vạn trượng. Từ trong đại quân thiên đình đi qua, bọn họ bước nhanh một bước, trực tiếp đạp về phía đại quân của liên minh. Đại quân liên minh thấy như vậy tất cả đều tránh lui. Nhưng có người lui không kịp, hoặc bị giết chết, hoặc là bị lực lượng chấn động ngã trên mặt đất. Trận hình nhất thời đại loạn, Đại quân thiên đình đi theo ngay phía sau Thuận thế đánh qua Đại quân liên minh chống không lại Dần dần lộ ra vẻ xu hướng suy tàn Những tiếng nổ rất lớn ầm ầm vang lên Ở nơi nào đó trên quảng trường Người khổng lồ vạn trượng một quyền lớn Từ trên trời đánh xuống Bỗng nhiên đánh vào trong đại quân liên minh Trên quảng trường lập tức nổ mạnh Một số bụi bặm cực lớn Vô số đá vụn mảnh vụn từ trong đó bắn ra Phần tán ra bốn phía xung quanh Bụi bặm tan ra Trên mặt đất chỉ lộ ra một hố sâu cực lớn dưới đá vụn đầy thi thể tàn khuyết, máu thịt mơ hồ. Phương Trăng thấy như vậy, trên trán của gân xanh dần dần nổi rõ. Cổ tay của gã lực một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện thêm 6 khối tinh thạch màu tím hình thôi. Ngay sau đó, liền có 6 trưởng lão, tử tinh ma ngưu tộc đều đi tới phía sau gã. Giao cho các vị. Phương Trăng trầm giọng nói, bàn tay của gã dơ lên, 6 khối tinh thạch liền rơi vào trong tay của mấy người. Đó. Sau khi sáu gã trưởng lão nhận lệnh, thân hình chợt tản ra, lao lại bên trong đại quân liên minh. Chỉ sau một lát, xung quanh đại quân tràn ngập sương mù khí màu tím, trong sương mù mơ hồ có hào quang sáng lên, từng đạo hào quang liên kết thành một trận pháp màu tím rất lớn. Trong mỗi một trận pháp đều có vô số chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc đang đứng, trên người tất cả bọn họ đều bao phủ một tầng hào quang màu tím. Chỉ thấy những ánh sáng màu tím này không ngừng bay lên hội tụ, xông thẳng mấy ngàn trượng trên không trung, Chúng đang xen ngưng tụ với nhau, rốt cuộc dần dần hình thành một bóng người mơ hồ màu tím, cao tới mấy ngàn trượng. Lúc này, một khối thủy tinh hình thôi màu tím từ trong chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc bay thẳng lên, đi tới vị trí bên hông của bóng người mơ hồ này. Sau đó chợt sáng lên một cái vòng phụ văn huyền diệu phức tạp, từ trong đó bắn ra ánh sáng chói lòa. Theo tia sáng kia không ngừng chớp hiện, bóng người mơ hồ kia cũng càng lúc càng rõ ràng, dần dần trở nên thực chất hóa, mà bóng dáng của những chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc ở trong trận pháp này lại dần dần hư hóa, dường như dung nhập, tiến vào bên trong bóng người mơ hồ kia. Cuối cùng mấy bóng người này ở trong ánh sáng hoàn toàn hóa thực thể, biến thành sáu chiến sĩ tử tinh ma ngưu tộc khổng lồ. Mỗi một chiến sĩ ma ngưu khổng lồ này đều có độ cao mấy ngàn trượng. Thân người đầu trâu, toàn thân giống như thủy tinh màu tím, khoác trên người các chiến giáp tử linh. Các loại binh khí trên tay đều là do tử linh hình thành. Theo lời đồng đại, tử tinh ma ngưu tộc thời kỳ thượng cổ, mỗi thời đại khác nhau xuất hiện sáu vị tộc nhân thực lực trác tuyệt. Sau khi kẻ đó chết, anh linh không tiêu tan, hóa thành thủy tinh ma ngưu. Mỗi khi có đầy đủ tộc nhân tử tinh ma ngưu huyết khí nâng cao, liền có thể gọi ra chiến sĩ ma ngưu vì trong tộc mà xuất chiến. Những chiến sĩ ma ngưu khổng lồ vừa mới thành hình, đã vùng binh khí ở trong tay, xông về phía người khổng lồ vài trưởng kia. Ở một phía của Nam Sư Cung, theo những tiếng gào thét và tiếng gầm gừ vang lên, trong đội quân liên minh đột nhiên sáng lên mấy cái vòng sáng hình tròn khổng lồ. Từng cái sừng nhọn, cực lớn, dữ tợn uống công từ trong đó đâm ra. Ngay sau đó, mấy bóng người cao tới nghìn trượng lại từ trong đó lộ thân ra. Đó là mấy con dị thú cực lớn, hình dạng giống như tê giác, trên đầu lại một ra mấy cái sừng nhọn. Đây là hộ tổng mã thú của phi thiên thượng nhân tộc. Đại quân liên minh có người kinh ngạc kêu lên, Phi thiên thử tộc ở trong tám tộc hoang cổ không phải là tộc thiện chiến, cho nên trong tộc vẫn luôn nuôi dưỡng ma thú khổng lồ có thực lực có thể so sánh được với thần cảnh. Chỉ là cũng chưa dẫn theo nó ở trong tộc, vì vậy ít có người thấy được. Đại quân liên minh thấy tám tộc hoang cổ đều lấy ra thủ đoạn ép dưới đáy hầm, nhất thời cảm thấy phấn chấn, không ít tiểu tộc đều vận dụng chiến pháp mạnh nhất của bản tộc mình. Những tiếng chấn động thình thịch vang lên cực lớn, dưới sự chỉ huy của thư hữu kim, tám con ma thú phi thiên thử tộc đều lao ra, trực tiếp tránh qua đại quân liên minh đang vọt vào trong thông đạo một đường lao về phía đại quân liên minh chạy hết tốc lực trên đầu chúng có mấy cái sừng nhọn giống như là máy thanh trường kích sắc bén một đường xông qua liền đâm cho trên trăm ngàn thiên binh ngã trên mặt đất tiếp theo bốn cái chân khổng lồ của nó dẫm lên trên đạp tất cả thành thịt nát sau đó chúng cùng những người khổng lồ cao vạn trưởng chiến đấu với nhau trên chiến trường hai bên đều có chút mù quáng cả hai bên đều có tử thương không thể tính toán nhưng mà cũng không có ai chú ý đến điều này. Các nơi ở trên quảng trường, từng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy trong từng thi thể không trọn vẹn, lại có thần hùng còn sót lại chưa kịp bay ra, liền bị ánh sáng năm màu không hiểu kéo vào trong mặt đất. Tiếp theo biến mất không thấy bóng dáng. Nam Sư Cung Thân hình thạch mục lăn lộn ở giữa không trung. Phiên thiên cung ở trong tay chuyển động một cái, đánh thẳng về phía ân phá. Sát khí trên mặt ân phá càng sâu, trong miệng khẽ quát một tiếng. Đoạn dây màu trắng trong tay gã vung lên Cuốn lấy thân thể thân ngoại hóa thân thạch mục đang bay ngược ra Đồng thời kiếm phong của cái thanh trường kiếm cổ quái huyết hồng trong tay chỉ ra Trực tiếp đâm về phía thạch mục Trong phút chốc, huyết quang mặt ngoài của thanh trường kiếm huyết hồng cổ quái tăng mạnh Từ trong không trung tuôn ra một mảnh biển máu Huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như chất lỏng Mùi máu tanh cuộn trào mãnh liệt cuốn về phía thạch mục Thạch mục chỉ cảm thấy trước mặt có một khí tức huyết sát kéo tới dường như có thể nhìn thấy được trong biển máu có vô số bộ xương khô huyết sắc liên tiếp mở ra cái miệng lớn ra lao về phía mình mà cắn xé hắn thu tâm thần lại phiên thiên cung trong tay bay vút lên trời cao vung lên một vòng tròn nhắm thẳng vào phía trước người dưới kim quang chấp hiện trong nháy mắt cuối cùng kéo dài qua trăm trượng xa hung hăng đập vào trên thanh huyết kiếm kỳ quái kia sau một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa huyết kiếm cùng trường cung va chạm mãnh liệt với nhau một cái vòng sống khí kim hùng với mắt thường có thể thấy được từ trong đó bạo phát ra, mang tất cả cuốn về phía bốn phương tám hướng, khắp bầu trời huyết hải bị xé rách trở nên tán loạn. Cách đó không xa, tả âm đang cùng triệu chu minh giao chiến, bị lực lượng cực lớn này trùng kích, thân thể mất thăng bằng, binh khí trong tay cũng bị lệch đi, đâm qua phía bên vai phải của tả âm lại đâm vào khoảng trống. Ánh sáng đèn trắng trên người tả âm bùng lên, ở dưới trùng kích cực lớn này thân hình của gã ổn định lại, nắm lấy thời cơ, trường kiếm đen trắng ở trong tay giống như là trắng lẻ lưỡi, chợt đâm từ dưới nách của triệu chu minh, mắt thấy sẽ đâm thủng qua ngực, đâm thấu tim của lão. thì trong thời khắc chỉ mạnh treo chuông này, vua một tiếng, một đạo hỏa luân lắc lư từ phía sau lưng triệu chu minh chuyển tới trước người, hỏa luân va chạm vào trên kiếm phong của tả âm ngăn cản gã lại. đó lại là sở phong trưởng lão liên minh trước đây cùng với triệu chu minh kỳ vai chiến đấu triệu chu minh thấy như vậy nhưng cơ hội kiếm phong đâm vào trong không khí quay ngược trở lại một mảnh ánh lửa đỏ đậm phát ra một tiếng phượng kêu lớn bay nhanh về phía tả âm rắc trên người tả âm bỗng nhiên hiện ra một tầng phòng bảo hộ ánh sáng màu bạc nhưng mở dưới ánh lửa đỏ sậm chỉ nghe phục một tiếng liền bị xuyên thủng qua mắt thấy mảng lớn lửa cháy mạnh sắp chiếu nghiêng xuống thanh kiếm đen trắng trong tay tả âm cuối cùng được thu trở về để thủ nó cuộn tròn rồi bay nhanh xoay tròn ở trước người hóa thành một cái ảo ảnh bác quái đen trắng cao chừng một người chắn ở trước người của gã mảng lớn lửa cháy mạnh rơi vào phía trên cái ảo ảnh bác quái này nhất thời mặt ngoài bác quái của ánh sáng đen trắng cường đại phóng ra lửa cháy mạnh theo phản xạ mà quay về triệu trung minh và trưởng lão liên minh kia thấy như vậy vội vàng thi triển thủ đoạn để chống đỡ tuy rằng tả âm đỡ được đoàn tấn công của hai người nhưng mà nửa khuôn mặt vốn trắng bệt vẫn bị lửa cháy mạnh vừa rồi thiêu đốt một chút lưu lại một cái mảnh vết thương thoạt nhìn có chút đáng sợ Gã nhìn chầm chầm vào triệu chu Minh và trưởng lão liên minh kia Trên gương mặt hiện ra sự cuồng nộ Nhưng vào lúc này Một tiếng động rất lớn vang lên Tiếng động đó phát ra từ phương hướng Cuộc chiến đấu kịch liệt giữa thạch mục Cùng ân phá truyền đến Lúc này lòng bàn tay phải của thạch mục Bị ánh sáng màu vàng bao phủ Một chưởng vỗ vào phía trên phiên thiên cung Thân phiên thiên cung lập tức chấn động Một khí tức cường đại giống như lật núi che biển Dọc theo thân cung vọt thẳng lên tới trên đầu cung bạo phát mà ra giống như là một mặt trời chói chang đột ngột nổ tung chói mắt tới cực điểm ân phá chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời ở dưới lực lượng trùng kích này gã không thể làm theo ý mình ngã ngược bay ra ngoài thân ngoại hóa thân của thạch mục lập tức từ phía sau lưng của gã vượt qua hai tay nắm chặt tràn kiếm huyết sắc đâm về phía giữa lưng của ân phá thời điểm mắt thấy sẽ một đòn này được thực hiện đoạn dây màu trắng cuốn ở phía trên cánh tay trái ân phá lại nhanh chóng bắn ra giống như là một thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp bắn ra vậy. Phục một tiếng, đầu vai thương ngoại hóa thân của Thạch Mục có một luồng máu tươi giống như gió bão bắn ra. Hắn lại thực sự bị đâm xuyên qua, nhưng mà hắn hoàn toàn không ngừng lại, tàn kiếm trong tay vẫn đâm thẳng tới. Trong lòng ân phá thầm rùng mình, thân thể vội vàng kéo dài khoảng cách tránh thoát được kiếm của thân ngoại hóa thân thạch mục. Thân thể gã còn chưa kịp đứng vững thì bỗng nhiên lại cảm thấy bên cạnh người có khí tức đáng sợ kéo tới, Gã cũng không kịp suy nghĩ nhiều Liền dơ trường kiếm huyết sắc lên cao để đón đỡ Một tiếng nổ rất lớn vang lên Thân thể ân phá bị một lực lượng mạnh đánh xuống Nhất thời ngã bay ra ngoài Sau khi đụng ngã mấy cục đá bên trong điện nát bấy Gã nặng nề ngã trên màn ánh sáng kết giới kia Máu tươi từ trong miệng gã chảy ra như điên Trước ngực gã là một mảnh đỏ sẫm Nhưng vào lúc này Tay thạch mục cầm phiên thiên côn bước nhanh mà ra Liền muốn chạy tới cho gã một đòn trí mạng trong lúc bất chợt hắn lại cảm thấy phía sau đầu của gió sinh ra hắn lập tức quay lại một quyền đánh ra một quyền ảnh màu vàng bay ra cùng 10 viên châu màu vàng va chạm vào nhau hai bên dặn co với nhau bạch thủy tăng nhân đang giao phong cùng lục quỳ chung thấy như vậy sắc mặt cứng đờ vừa rồi khi mà cái tên tăng nhân này nhìn thấy ân phá có xu thế gặp nguy hiểm dưới tình thế cấp bách nên tên tăng nhân này mới đánh ra bảy viên phật châu ngăn cản hành động của lục quỳ chung rồi lại toàn lực phát động ra 10 viên Phật Châu khác công kích Thạch Mục để giải nguy cho ân phá. Nhưng mà gã không nghĩ tới Thạch Mục chỉ tiện tay đánh ra một đòn, lại ngăn chặn được công kích của gã rồi. Giữa không trung vang lên những âm thanh vù vù mãnh liệt, ở giữa dâng lên từng làn khối trắng, đó là do 10 viên Phật Châu màu vàng quay tròn thật nhanh, cùng quyền ảnh ma sát kịch liệt tạo ra. Muốn chết! Thành Mục khẽ quát một tiếng, đi nhanh về phía trước. Tay phải của hắn giơ lên, trong lòng bàn tay sáng lên một mảnh ánh sáng màu xám, hắn bấm tay bắn về phía một cái viên Phật Châu đang lơ lửng ở giữa không trung. Bịch một tiếng, viên Phật Châu này lập tức bị một luồng ánh sáng màu xám bao vây, lấy tốc độ không thể tưởng tượng được bay vụt ra ngoài. Bạch Thủy Tăng Nhân thấy như vậy thì vô cùng kinh ngạc, hai tay chợt hợp lại, trong miệng độc lên mật chú. Một ảo ảnh Phật Đà chấp hiện ánh sáng màu vàng hiện lên ở bên ngoài cơ thể của gã, tiếp theo đưa một bàn tay về phía trước, đánh về phía viên Phật Châu này. Phục một tiếng, hoàn toàn không có chút ngừng lại nào, Viên Phật Châu này trực tiếp đi qua Phật Chưởng màu vàng kia Đánh vào mi tâm của Bạch Thủy Tăng Nhân Tình hình gần giống với trưởng lão Liên Minh Bị Bạch Thủy giết chết lúc trước vậy Trong miệng của gã cũng chỉ kịp phát ra một tiếng ách ngắn ngủi Liền bị Phật Châu xuyên qua đầu Thần Hùng bị diệt Thấy Thạch Mục trong lúc dơ tay nhất chân Lấy giết chết một tiên tướng Trong mắt của ân phá và tả âm nhất thời cả kinh Ba người lục quỳ chung Triệu Chu Minh thì lại mừng rỡ những Phật châu màu vàng này vườn ở xung quanh lục quỳ chung, không có pháp lực khống chế, cũng theo đó vô lực rớt xuống, di chuyển phân tán ra bốn phía. Lục quỳ chung thoát khỏi sự vây khốn này, liền một tay giơ cao búa lớn, xông về phía triệu chu minh. Trong miệng ân phá rít gào một tiếng, toàn thân đột ngột phát ra huyết quang, toàn thân của gã cũng trở nên càng thêm hung ác. Ở trong một mảnh huyết vụ dày đặc bao phủ, thân hình gã trở nên mơ hồ vặn vẹo. Mảng lớn huyết vụ giống như sợi tơ tầm, từng vòng bao vây ở phía trên người của gã trong nháy mắt quấn kín thân hình của gã lại trong lúc nhất thời giữa không trung chỉ còn lại một thanh kiếm lớn huyết sắc khẽ chấn động phía ngoài có huyết quang lưu chuyển quanh thân nó có huyết vụ nồng đậm đặc sền sệt giống như mực nhưng kiếm hợp nhất đồng tử thành Mục co lại hắn vừa niệm xong chỉ nghe vèo một tiếng huyết kiếm bỗng nhiên dừng chấn động bay nhanh về phía chỗ thạch mục huyết vụ cuốn quanh người của hắn bỗng nhiên phóng đại ở giữa hiện ra ngàn vạn mặt quỷ dữ tợn, giống như là muốn lấy đi tính mạng của thạch mục. Thành mục đối mặt với huyết kiếm nghiêm nghị lại không khiếp sợ, chừng phải hắn giơ lên, đi về phía trước một bước. Mặt ngoài phiên thiên cung trong tay của hắn thoáng cái, đã có một lớp bụi hỏa diễm cuốn lên, đầu cung chuyển một cái, bỗng nhiên đập về phía thanh kiếm lớn huyết sắc này. Chỉ thấy quan diễm màu xám chợt sáng người, bỗng nhiên bạo phát, tiến vào bên trong thanh kiếm lớn huyết sắc ở trong một tiếng nổ lớn nó phân tán bắn nhanh ra bốn phía xung quanh trực tiếp xé rách mảnh huyết vụ ra thành từng mảnh nhỏ một âm thanh kỳ lạ giống như tiếng gào khóc thảm thiết vang lên thân thể ân phá đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống gã đã bị chém thành hai đoạn máu tươi phun ra nửa đoạn thân thể trên nắm huyết kiếm ở trong tay linh quang phía ngoài ảm đạm trong mắt của gã đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi hiển nhiên gã không tin thực lực của mình cùng thạch mục lại có sự chênh lệch lớn như vậy thân ngoại hóa thân thạch mục một bước chạy lên phía trước tàn kiếm huyết sắc trong tay nhấc lên một kiếm đâm vào trong đầu của ân phá chợt thấy trên đầu ân phá đột ngột phát ra huyết quang tinh huyết một phần thân của gã lại bị tàn kiếm huyết sắc hấp dẫn đều chảy vào trong cơ thể của thân ngoại hóa thân thạch mục trong nháy mắt các vết thương trên người thân ngoại hóa thân đã được chữa trị hoàn toàn thậm chí còn khiến cho khí thức trên người của nó cũng được nâng cao không ít nữa sau đó thân ngoại hóa thân lại cúi người nhặt thanh huyết kiếm cổ quái của ân phá lên và tay còn lại thì cầm thanh tàn kiếm huyết sắc của mình giống như là đang quan sát cái gì đó sau một lát nó đột nhiên nắm chặt hai thanh kiếm giơ lên trên không trung chợt chém vào nhau ken một tiếng không ngờ thanh huyết kiếm cổ quái kia vỡ nát thành một đống mảnh vụn thân ngoại hóa thân chỉ vì phía mảnh vụn của thanh tàn kiếm huyết sắc kia một lực lượng tự vô hình đột nhiên phát sinh trong đống mảnh vụn của huyết kiếm không ngờ bay ra từng vật thể giống như máu tập trung về phía trên thân của cái thanh tàn kiếm theo những tia máu này không ngừng hội tụ vào tàn kiếm huyết sắc dài dần dần ra cuối cùng rốt cuộc biến thành một thanh đại kiếm huyết sắc dài hơn bốn thước phía trên có máu lóng lánh khi tức huyết sắc càng ngày lớn hơn trước đống mảnh vụn trên mặt đất lại phát ra ánh sáng ảm đạm biến thành một đống sắt vụn bây giờ thành mục mới hiểu được vì sao trước đó thân ngoại hóa thân lại nóng lùng giao chiến cùng ưng phá Hóa ra là nó tự trên người ân phá cảm ứng được khí tức chất liệu tương đồng cùng thanh tàn kiếm huyết sắc này. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy kỳ dị nhưng cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Tầm mắt hắn nhất thời chuyển sang nhìn về phía triệu trung minh bên kia. Hắn đã thấy ba người kia còn đang bao vây chém giết tả âm. Chẳng biết từ lúc nào tả âm lấy ra hai quả cầu một đen một trắng lớn bằng cái đầu. Chúng đang lượn lờ ở trên dưới toàn thân tả âm một mình gã đối mặt với hai người triệu chu minh lại có thể đứng ở thế bất bại nhưng lúc này khi nhìn thấy ân phá chết trận sắc mặt của gã bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi trong ánh mắt của gã nhìn về phía thạch mục hiển nhiên mang theo một chút sợ hãi trong lòng gã bắt đầu nảy sinh sự khiếp sợ muốn lui đi rồi trên mặt của gã đột ngột phát ra hai ánh sáng màu đen và màu trắng gã cắn đầu lưỡi một cái một ngụm tinh huyết phun ra khỏi miệng hóa thành một huyết vụ lóe lên trôi qua tiến vào bên trong thanh kiếm đen trắng ở trong tay khi thức kiếm đen trắng trong tay chợt tăng mạnh bỗng nhiên tuột tay lao ra xoay tròn một ảo ảnh bát quái với hai mậu đen trắng giao nhau từ trong đó bay ra bắn nhanh về bốn phương tám hướng ba người triệu trung minh thấy như vậy không dám cứng rắn chống đỡ tất cả đều né tránh tả âm lại nhân cơ hội này thân hình chấp động mấy cái bay nhanh xông về phía chỗ cửa điện bây giờ mà còn muốn chạy không cảm thấy đã quá muộn rồi sao âm thanh của thạch mục bỗng nhiên từ phía sau gã truyền đến khiến cho trong lòng gã thầm cả kinh Tiếng nói vừa dứt, một chấn động không gian dường như hủy thiên diệt địa thoáng cái từ phía sau lưng gã truyền ra. Trên mặt tá âm không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên quảng trường Bạch Ngọc bên ngoài Nam Sư Cung, Đại quân Thiên Định và Liên minh Di Thiên đang chiến đấu với khí thế hừng hực. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp, bất kỳ ai cũng không có chú ý tới. Trong hư không ở phía sau Đại quân Liên minh Di Thiên dâng lên một tầng rung động. Tiếp đó, cùng với sóng dao động trong hư không, một bóng người lặng lẽ không một tiếng động hiện ra đó chính là vũ dạ ánh mắt của gã nhanh chóng đảo qua trên chiến trường khóe miệng gã chợt lộ ra vẻ tươi cười tiếp đó môi gã mấp máy trong miệng lẩm bẩm gã giơ một tay lên trụy tiên đài từ trên người của gã lập tức bay ra hai tay của gã để ở trước người chà một cái lại thoáng tách ra một cái cột ánh sáng màu đen từ trong hư không giữa hai tay gã chợt ngưng kết ra lóe lên trôi qua tiến vào bên trong trụy thiên đài Trụy tiên đại đón gió kích thước chợt tăng vọt lên gấp mấy lần, đồng thời xoay tròn. Từng vòng linh văn phía mặt ngoài của nó chợt sáng lên, đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đen cực kỳ chói mắt. Ánh sáng màu đen cuồn cuộn không ngừng, những âm thanh ầm ầm từ bên trong truyền ra, vang vọng giống như những tiếng sấm rền. Ngay sau đó, lấy vị trí của trụy tiên đại làm trung tâm, một cái vòng xoáy màu đen cực lớn hiện ra, khí thức chấn động cực kỳ kinh người từ bên trong lan ra, hư không chấn động kịch liệt. Một đại quân liên minh di thiên ở phía sau chiến trận lập tức nhận thấy được phía sau của tình hình phát sinh, nhất thời trở nên rối loạn một hồi, trên mặt không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có điều không chờ bọn họ làm ra phản ứng gì, vòng xoáy màu đen cực lớn chấn động mạnh một cái, từng bóng đen giống như mưa rơi từ bên trong nối đuôi nhau mà lao ra ngoài, tất cả đều rơi xuống vị trí gần đó, không ngờ đó là từng sinh vật tử linh. Tử linh xương khu, thi thú, quỷ mị vân vân với số lượng rất nhiều gần như chỉ trong thời gian mấy hơi thở liền có mấy vạn sinh vật tử linh hiện ra vòng xoáy màu đen vẫn đang cuồn cuộn không ngừng phóng ra sinh vật tử linh trong mắt những sinh vật tử linh này hung hỏa tản ra ánh sáng hung tàn sát khí trùng thiên trong đó thậm chí có tử linh tu vi thần cảnh cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho gần như toàn bộ đại quân liên minh di thiên rối loạn những tiếng ngạc nhiên liên tiếp vang lên cánh tay phải của vũ dạ đột nhiên khẽ nhấc lên vung lên phía trước một tiếng nổ vang lên đại quân tử linh giống như hồng thủy được mở cống lao về phía sau đại quân liên minh di thiên đang gần như không hề đề phòng ngay tức khác trong hư không vang lên tiếng xương cốt cùng mặt đất va chạm phát ra những tiếng răng rắc và tiếng mặt đất chấn động nổ lớn tất cả gần như đã ác cả những tiếng chém giết trước đó liên minh di thiên vô cùng kinh ngạc ở dưới sự chỉ huy của mấy người dẫn đầu không ít người xoay người lại muốn chống đỡ với đại quân tử linh trận hình nhất thời có chút hỗn loạn Trước sau chẳng qua chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đại quân tử linh đã vô cùng nhanh chóng xông tới. Một con cốt ưng thần cảnh, kích thước chừng mười mấy trượng, toàn thân có ánh sáng màu đen lượn lờ. Trên cánh xương cực lớn hiện ra từng cái lông chim rất lớn, do khí đen ngưng tụ mà thành. Tản ra ánh sáng kim loại màu đen rực rỡ, giống như là thực thể. Tốc độ kia cực nhanh, nó dẫn đầu từ không trung bay vụt tới. Hai cánh của nó chợt thu lại, lao nhanh xuống phía dưới cúc ưng mở cái miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ chói tai cắt qua không khí hai cái cánh xương cực lớn vung lên vô số lông chim màu đen bay vụt tới phát ra âm thanh xé gió cực kỳ chói tai Nhìn tí mức giống như lưu tinh lướt qua bầu trời với mắt thường chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy từng tàn ảnh lập tức liền có hơn hai mươi thân thể người của liên minh di thiên bị lông chim màu đen xuyên thủng toàn thân bọn họ nhanh chóng trở nên tối tăm không còn khí thức hiển nhiên trong những cái lông chim này ẩn chứa chất độc một con thi khuyển khổng lồ cũng nhào tới, thân thể của nó giống như là một ngọn núi nhỏ, trực tiếp hút vào trong đại quân của Liên minh Di Thiên. Một lượng lớn người của Liên minh Di Thiên trực tiếp bị đánh bay, gần xương đứt gãy, miệng phun ra máu tươi, thậm chí có người trực tiếp đột ngột nổ tung mà chết. Các tử linh thần cảnh khác cũng phát động công kích sắc bén hung ác độc địa, đại quân tử linh bình thường còn chen chút lao tới. Phía sau đại quân của Liên minh Di Thiên nhất thời một mảnh đại loạn, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Chỉ trong có mấy hơi thở, bên liên minh đã tổn thức gần vạn binh lực. Vũ dạ tận mắt nhìn thấy được cảnh tượng này, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này tất cả đại quân tử linh đã đều xuất hiện, ước chừng số lượng phải lên tới hơn 10 vạn. Tuy rằng tử linh trong đó có tu vi thấp tới là hậu thiên, thậm chí tiên thiên, nhưng thành thế vẫn lớn vô cùng. Nhiều đại quân tử linh từ phía sau vây công tới như vậy, liên minh di thiên hai mặt giáp địch, rơi vào tình cảnh xấu, lấy những tử linh thần cảnh đó làm mũi tên đại quân tử linh bổ gió cắt sống trực tiếp xông vào trong đại quân liên minh di thiên chỉ là mấy tử linh xông tới hậu phương của liên minh di thiên gần như đã hoàn toàn tan tác chỉ là những vật chết đừng có can rỡ vào thời khắc này một tiếng gầm lớn vang lên ngay sau đó hơn 14 bóng người tản ra ánh sáng chói mắt từ trong liên minh di thiên bay ra không ngờ đó đều là tồn tại thần cảnh của phe liên minh trong đó có một thiếu phụ mặc y phục màu trắng khẽ quát một tiếng ống tay áo vung lên nhất thời trên trăm đạo kiếm quang trong suốt từ trong tay áo của nàng bay ra trong nháy mắt hóa thành một mảng lớn kiếm quang rét lạnh chụp về phía con cốt ưng kia cốt ưng phát ra một tiếng kêu chói tai đầy vẻ cảnh giác trên người nó bốc lên mảng lớn khí đen cuồn cuộn sau đó hóa thành một mảnh đám mây tối đen như mực chực phồng lên chực co lại cùng kiếm quang khắp bầu trời giao đấu kịch liệt với nhau một gã đại hán trung niên mặt vàng khác trên người đột nhiên phóng ra ánh sáng màu đồng cổ thân thể của gã nhanh chóng lớn lên trong nháy mắt đã hóa thành một người khổng lồ với kích thước trăm trượng toàn thân thoáng giống như là đúc bằng đồng vậy gã hét lớn một tiếng hai nắm đấm có kích thước bằng tòa nhà hung hăng đánh xuống khiến cho con thi khuyển khổng lồ kia bị đánh bay gã lại lập tức phất tay ngăn cản một tử linh thần cảnh khác các đại năng thần cảnh khác cũng dốc toàn lực ra chiến đấu số lượng tồn tại thần cảnh của phe liên minh ít hơn so với tử linh thần cảnh một chút chỉ có điều thủ đoạn công kích của bọn họ vượt xa so với những tử linh thần cảnh đó các loại pháp bảo bí thuật đều xuất hiện cũng không cầu đánh bại đối phương chỉ muốn đẩy lùi những tử linh thần cảnh đó khi tử linh thần cảnh bị ngăn lại áp lực của đại quân liên minh di thiên nhất thời được buông lỏng hòa hoãn được một hơi thở theo sát những đại năng thần cảnh đó bốn đợt tu sĩ từ trong đại quân liên minh bắn ra đi tới hậu phương mỗi một đợt đều có khoảng hai ba vạn người không ngờ đó chính là bốn tộc thiên phượng tộc bàn quy tộc viêm hữu tộc địa long tộc ngăn cản phía trước đại quân tử linh bàn quy tộc và địa long tộc ngăn cản ở phía trước nhất tạo thành một trận doanh phòng thủ mạng lớn ánh sáng yêu khí từ trên người bọn họ bạo phát ra người của hai tộc lập tức biến thành bản thể yêu tộc thân thể vô cùng rắn chắc kiên cố tạo thành một tường thịt kiên cố ngăn chặn đại quân tử linh hai bên hung hăng va chạm vào nhau phóng ra ánh sáng vô cùng rực rỡ phát ra những tiếng nổ lớn liên tiếp kinh thiên động địa dù sao số lượng người của bạn quy tộc và địa long tộc ít trận hình của hai đại tộc không ngừng bị đẩy lùi về phía sau chỉ có điều thế tấn công của đại quân tử linh lập tức chậm lại mà vào thời khắc này người của viêm hổ tộc và thiên phượng tộc nhân cơ hội từ hai phía bên cạnh đánh bọc ra lúc này chiến sĩ hai tộc cũng đều biến thành bản thể yêu tộc hai tộc đều nổi danh về thần thông hỏa diễm lúc này toàn thân phần lớn bọn họ đều có hỏa diễm cuồn cuộn bao vây lấy lúc này người của thiên phượng nhất tộc tay cầm một lá cờ pháp bảo màu đỏ phía trên có hình vẽ một con chim màu đỏ hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt những lá cờ này giống như là pháp bảo đồng bộ cứ mười mấy thiên phượng tạo ra một loại pháp trận nhỏ pháp bảo lá cờ màu đỏ có ánh sáng hỏa diễm nối thành một mảnh ngưng tụ ra thành ảo ảnh một con chim hỏa diễm cực lớn hừng hực thiêu đốt trong lúc nhất thời trên trăm ngàn con chim hỏa diễm cực lớn đông nghìn nghịch hiện ra mấy nghìn con chim hỏa diễm cực lớn đồng thời mở cái miệng lớn ra những tiếng xì xì đột ngột phát ra vô số hỏa diễm màu đỏ tản ra sống linh lực chấn động đáng sợ công kích bắn ra hóa thành vô số cầu vùng hỏa diễm đánh về phía trong đại quân tử linh những ngọn lửa này lập tức vỡ ra vô số sinh vật tử linh bị vụ nổ mạnh này ảnh hưởng trực tiếp biến mất công kích của viêm hổ nhất tộc so với thiên vượng nhất tộc lại thua kém một chút chỉ có điều cũng có chút sắc bén từ ngọn lửa màu đỏ vàng bay ra mơ hồ hình thành một ảo ảnh hình con hổ Hỏa diễm đỏ vàng đều là chân diễm của viêm hổ nhất tộc, vượt xa so với hỏa diễm bình thường. Lúc này có rất nhiều sinh vật tử linh đã bị những ngọn lửa này thiêu hủy thân thể. Hai tộc giống như là hai thanh đao nhọn, sát nhập vào trong đại quân tử linh, không ngừng đánh thẳng vào đại quân tử linh. Đại quân liên minh ban đầu vốn đã tàn tác, lấy nhân cơ hội này nhanh chóng gây dựng lại, cũng lập tức gia nhập vào cuộc chiến đấu. Hết tập 194 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe dòng đọc của lát Radio.